gì nữa không, thứ nhất gì nữa không, để chàng hỏi đâu rồi, lên YouTube cho mượn không gian cả này là cả cả còn tiếp được cái gì để em chàng vô chuyện nó dữ lắm. Mày với ai vậy? Anh Phúc với anh Trà. Rồi. Anh Sen chú Tám. Bên mình mở tới ngay chú Tám. Phúc hả? Phúc với Trà. Phúc Trà. T A G đấy. Chấm đề quá. Ghê chưa? Giờ clip này 120 điểm không? Chắc không chạy bộ mình thắng rồi không chắc. Mấy người đánh 150 cũng vẫn còn mau. 150 với anh kìa. 335. Trời ơi, hay quá. Phatobi xin chào cả nhà nha, rất vui cả nhà đến video theo của mình. Hôm nay mời cả nhà cùng xem set bia đánh đôi cả nhà. Chờ mình đi ngập từ trước đó. Okay. Giữa ông sư huynh con gà lên chứ. Anh Sen với chú Tám một bộ cả nhà. Anh Phúc với Trà một bộ. Set bia này hai đội đồng 120 điểm cả nhà. Kèo song tô. Rồi đang đánh là cơ của Trà cả nhà. Trời ơi, để bị khó không à, hết trời luôn chú. Thằng não. Rồi đang đánh là chú Tám cả nhà. Hôm nay chú Tám ở lại đi giao lưu với kênh mình ở Tiền Giang cả nhà. Anh em ở này xuống Tiền Giang giao lưu với tem của anh Sen với anh Vĩnh cả nhà. Xích bia nè, xong tô này một bỏ cả nhà, hai mới lấy cả nhà. Hôm nay anh em mình đi Tiền Giang giao lưu với tem của anh Sen, Sen với anh Vĩnh. Mấy anh em có lịch trình tham gia với kênh mình một clip cả nhà. Bây giờ đội bên của anh Sen 6 điểm. Bên kia. Rồi. Quá đẹp. Tám này quá chắc chắn rồi. Ở đây luôn em Tám ơi. Quá rồi. Không.
chính xác làm liền chưa? Rồi nãy chú tám cặp bộ giờ chú tám cũng đạt đạt chân giờ hết đạt luôn. Giờ nó trúng tạ quá. Nghe chú tám nghe gì bằng là phim. Đó, còn chú nó bắt bộ nghe cho em rồi. Đấy. Cả nhà thấy clip mình hay nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh cả nhà, để nhận được những thông báo mới nhất của kênh mình. Một lượt like, một lượt chia sẻ đã có động lực nhiều dấu hay hơn nữa cho nhà xem. Do âm thanh mình hôm nay không được tốt là do mình bỏ quên cái cục mic ở nhà cả nhà. Đi giao lưu với anh em với Tiền Giang. Có gì âm thanh không được tốt cả nhà thông cảm bỏ qua cho mình. Chớn 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 lắc lắc rồi. Hai. Có không? Có có. Em giữ được lắm. Giờ mời cùng xem xếp ra đánh đôi cái nhà kèo xong tô một bỏ hai mới lấy ngay nha. 13 chết tươi cú chủ đó đi mẹ chứ chạy kì đấy ngon lắm rồi ngon dữ lắm hết đến không không vô 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 mặt được rồi hôm nay dữ hai đưa cái gì chơi quá hai nước mắt bị bệnh số một hai hai quá đẹp. Úp. Quá rồi, cái này không đi đâu được. Đó. Ủa mày lên đã có ổn đã gì à? Hả? Ủa đi đã có ổn đã gì? Không nó về đâu. Ê ê ê ê. Đâu biết mày. Rồi đúng rồi nha. Quá dữ vậy anh ơi. Đúng rồi, phá phá thì còn xíu rồi. Phải nào phá phá thì còn xíu đi. 6 nữa 25 cái vậy. Điểm số bây giờ bên đội của chú Tám với anh Sen là 25 điểm. Bên đội anh Trà với Phúc là chưa có điểm cái vậy. Sách bây giờ này hai đội đồng 120 điểm. Cả nhà giờ theo đội nào để lợi cho mình một lượt bình luận nha cả nhà. Hai. Hôm nay Tem Phát TV mình đi xuống cái bè Tiền Giang giao lưu với mấy anh em Tiền Giang nha cả nhà. Qua đây tí nữa được. Bốn điểm đầu tiên cho đội có Phúc với Trà. Đây là câu lạc bộ Villa dưới quê của Tem Anh Sen nha cả nhà. Và địa chỉ là ấp An Lợi,
xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cà phê Bia Phương Anh nha cả nhà. Gì đang bánh bánh trên ngoài miếu bà. Cái gì? Muôn. Chào cả nhà Phú ơi. Chào cả nhà ơi. Dạ bên kia anh Y nghe cả nhà, anh Y cũng đang giao lưu với anh Phú trên tem mình cái vậy. Rồi. Thì anh Muôn ở Miền Bắc. Đi chung với tem mình đi giao lưu với mấy anh em Tiền Giang cái vậy. Xách bia này bên Phúc với trà là bia trắng nha cả nhà. Còn gì nữa? Có cô chủ không? Đúng. Chú Tám. Ai vậy? Với anh Sen là bia vàng. Bây giờ quay mình cái này, chủ yếu những buổi trưa đem lại những clip giải trí cho cả nhà xem. Được ông bà cô chú anh chị em theo dõi và ủng hộ kênh mình. Chúc ông bà cô chú anh chị em buổi trưa xem clip vui vẻ bên gia đình và người thân. Và có thật nhiều sức khỏe, năm mới làm ăn phát tài phát lộc. Đâu? Sáu nữa là 10. Điểm số bây giờ bên trà với Phúc là 10 điểm cả nhà. Chú Tám với anh Sen 25 điểm. Chắc bây giờ này hai đội đồng 120 điểm cả nhà. Đẹp cả nhà. Bầu lên mới lên. Bầu lên mới lên. Hôm nay làm trong tài là anh Hiển nha cả nhà. Cho hai đội. Cánh máy anh quay cả nhà. Mang lại hình ảnh âm thanh tốt nhất cho cả nhà xem. Bầu lên thì bí lên luôn rồi. Qua đây chú tám rồi quay chứ. Sáu điểm. Quá đáng tiếc cả nhà. Một. Dạ sáu nữa 31. Mộng quá nó không kịp đâu.
1. Rồi đang đánh là chạy cả nhà. Rồi chuẩn bị đánh là hút cả nhà. 2-11, 120 điểm. Chào cả nhà anh Hiển ơi. Đây cậu Du ở ngoài bị say xe cả nhà ơi, không có giao lưu được cả nhà ơi. Ba đẹp. Không. Quá mẹ cua. Đây mẹ quay rồi, mình đậu xe cả nhà. Đây mình đậu xe cả nhà. Hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
12. Quá tuyệt vời. Đá khen mà lấy bái rồi. Đá lên áo. Nó trước mà. Đá là con ba lấy nó đúng rồi. Sáu. Mười sáu đó, 47. Rồi vậy lại là 28 với thêm đi 16 rồi. Anh vô đi. Cái xe chơi vô
Em tớp. Không trúng đâu. Mình chết. Cũng vậy em cá cơ chứ. Ba ba. Này cũng có được bác cứ làm vậy là phải rồi. Cứt nát vậy. Còn sáng thì quá hạnh phúc. Ôi, nó coi bộ. Tôi biết ngờ đậu bộ. Không tốt. Gấp mẹ lên chứ ai biết gì đâu. Dạ 25 nữa là 46. 46 47 quá hấp dẫn sức bây giờ này cả nhà. Cái sao rồi?
13 đến 60 cái nhầy. Điểm số bây giờ bên anh Sen với chú Tám 60 điểm. Trà với Phúc 46 điểm các nhà. Mở sang vậy.
giỡn đi. Số bây giờ chài với Phúc 56 điểm nha cả nhà. Đội của chú Tám với anh Sen 78 điểm. Xét bây giờ này hai đội đồng 120 điểm cả nhà. Kèo Sông Tô. Sông Tô bây giờ miệt vườn cả nhà. Anh em mình đang có mặt tại cái bè Tiền Giang, đang giao lưu với anh em Tiền Giang nha. Điểm nha cả nhà. Quay cho mình kéo nha cả nhà. Cả nhà cho em một like, lượt chia sẻ để em cố gắng một cái nhà ơi. Cung quá. Đồng quá. Quá. Đi rồi em ơi. Cung
Cái dân vợ coi nữa cái chống đánh da luôn. Bậy, tao đang vô ấy. Trời ơi, cái làm cái gì luôn đánh này. Đánh này vợ làm mất rồi. Anh xin lỗi em, nhắc thấy lúc nhạo. Cây lúc, vợ nó sắp căng là muốn thiểu rồi. Để đang đánh nhắc vợ cái cây lúc nữa luôn. Trời ơi, phá rồi, phá rồi. Này, đánh này quá. Anh xin tại có lỗi, xin lỗi em tại. Hai sớm như con đúng rồi đúng không? Trời ơi, chết nở rồi đâu mày ơi. À, nghe cái làm như nghịch bộ gì mà khóc được. Nhắc trong tới cái nóc nhà chi á, làm cái bi đã luôn. Chết rồi. Ba. Ba gì? Cái da đau quá. Bốn. Anh xin lỗi em cũng coi. Lần này thôi nghe, một lần nữa là hay lần. Lần này thôi á. Bốn con trang. Năm. Thế nào cũng chết được. Cậu lấy đưa ra không biết cái đường nào chặn đúng chặn. Hút rồi nó phải tập cái tay đã đẹp. Tay cũng cũng đá tay chưa được vậy đó. Gác điểm qua cho đó mà chơi luôn. Hay. Cái là càng là phải chúng một kiểu với càng là phải liền. Chuyện này đẹp lắm. Mà đang cũng vậy không? Xì nó đang khính đó. Trời ơi. Ba nè, chín không? Chín. Chín điểm nữa là 87. Số 7 đánh 9 thì trong con khổ. 9 rồi 87 cả nhà ơi. Bốn rồi 60. 60 87 cả nhà ơi. Sắp thì gia này hay đội đồng 120 điểm. Cả nhà ơi ăn bố. Qua bố. Vô trọng mới thấy. Qua tốt. Làm cái cọc chút. Rồi, kéo luôn kìa. Kéo luôn luôn rồi. Ra được không? Không hiểu rồi. Đưa em về phải hả? Hẹn chặt 22. Quá đẹp. Ủa chị đơn có nhà không chị? Quá. Đó không thích. Rồi cái con tải được. Bốn. Ba.
Rồi. Luôn. Bắn chơi một hai ba bằng một kiểu luôn đấy cả. Ba phần nữa là được. Mày cứ đi đẹp đi dở thì dở, dở mày có coi là đâu nó chơi quýt luôn. Đúng rồi. Ừ. Thằng nghe ngàn chùa lại dò dỉ quýt luôn. Phải đập dò mới được. Ờ, nói anh quýt da đẹp quá. Em cần quýt da đó. Cho thay
16 nó 91 cả nhà ơi, 91. Điểm số bây giờ bên trà Dương Phúc 91 điểm. Chú 8 với anh Sen 87 điểm cả nhà. Set bia này hai đội đồng 120 điểm. Kèo Song Tô cả nhà, Song Tô bia miền Trường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồ chú Tám rồi, nhìn xe thôi. Ủa cái này là đẹp nhất clip luôn á. Mười một. Mười hai. 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 Trời ơi nè. Vô 2. Vô 2 rồi nha. Vô 2 rồi hả? Hai rồi. Trời lúc này chưa không. 13 đỏ ngoài. Đỏ ngoài mất ai là tôi mất hết rồi nè. Đỏ ngoài. Không phải đâu, muốn ngồi mệt mỏi. 14. Hai ở đây cộng dưới nãy ta mặc kìa. Mười lăm. Thứ gì quýnh chi chú Tám là dùng hết sức luôn rồi đó. Đúng thôi. Mất mấy chiếc tay xài luôn. Đây nhẹ với chú. Ảnh là một nhẹ cái chai lắm. 15 trăm lẻ hai. Bóp thì mình ôm nhẹ luôn. 15 đó là 102 cái nhảy. Sao mình làm ạ, nghe anh kêu anh chú bỏ ra. Thấy hả? Đẹp dữ hả? Không. Quá đẹp. Quá đẹp rồi, không ai đây mời. Này về con chú Tám ơi. Gà đây đá chừng vậy không? Không mày. Cơ này đi 29 đứa đủ luôn. Nè. Đá nhẹ nhẹ không phải tầm lúc lúc không? Chú Tám bỏ cơ hội là chắc tức quá. Đá thấy mà kèo không? Đá như đó là phải nhẹ. Có. Đá nhẹ, 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 nhẹ không? Ta có nghĩ gì á? Chút chút cái mà nhẹ thì gì á? Bị nhảy bi nó bạc cái đó. Ở đây thơ chảy người ta thấy sao à. Đẹp em ơi. Trời trời lúc này à.8 nữa, 99 nha các bạn. Ui lê vô.
109 cái nhà ơi. Còn 11. Bên chú 8 với anh Sen là 102, còn 18 điểm nữa nha. Sẽ đấu không nha.
11. Trời ơi. Có gì chưa nói. Có gì chưa nói. Còn 4 bên Phúc với Trà là 109 còn 11 cả nhà. Cái đó cao mũi cũng cao không được, cái kia nó cũng khác chỗ này. Cao mũi cũng được. Quá đẹp. Đúng rồi. Đúng rồi. Để quá đẹp. Đúng rồi. Đấy, bây giờ không nhận được mặt mà để chút nhau nó đủ được. Hai. Kéo mặt nào nữa. Để kéo được rồi. Không phải lắm. Cái mũi mà sâu vậy quá mình ăn lên nữa lắm này. Nó sẽ cao với tiền nữa. Đi đây nó hơi rồi. Ba. Anh về chết đâu em. Anh em cái bè Tiền Giang quá hay cái nhầy, quá đẹp. Anh đẹp nha, anh đẹp nha. Sao? Anh chưa chết đâu em, chưa chết. Thầy còn khúc rồi. Máu. Bảy. Quá đẹp nha. Má quá thì sao mà khai giải vỗ tay gần gần. Tôi quýt hoài không ai vỗ tay hết. Anh chưa chết đâu em. Anh đừng có hù em Dung. Anh chạy mất tiêu rồi. Anh đừng có hù em Dung. Nhanh. Trời ơi chạy dữ vậy. Anh gạch rồi em ơi. Báo lại được rồi. Đây gạch rồi. Không, toàn cơ hội sửa sai. Chúc ra đi rồi. Sợ kìa. Chính là còn hai cái nhà. Rồi, bật đi tức. Quá sổ cái này. Ôi trời, sao giống ông nội. Đứa bộ quá. Ăn mắc lắm. Em ăn kìa. Tiểu là mắc đó em. Trời ơi nó màu. Cái này quay cái này. Bác sĩ ơi, còn chạy Việt Nam được không ơi. Bác sĩ ơi, 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 Bây giờ xếp pizza này bên đội của Trà với Phúc thắng nha cả nhà. Xong tô 120 điểm cả nhà. Thôi bây giờ cho Tem Pháp TV mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau nha. Bye bye. Bye bye cả nhà anh Phúc ơi. Bye bye Tiền Giang. Chú bye. Rồi bye bye. Hồi nay không nha. Không có chào cờ đội thắng hả? Chú mày cái giọng không được.